Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Top Sao Hoa, kênh thông tin giải trí Cbiz. Hôm nay sẽ là những tin tức nào đây? Trước khi đến với những tin tức ngày hôm nay, các bạn đừng quên nhấn vào nút subscribe và chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Và bây giờ sẽ là tổng hợp những tin tức thú vị ngày hôm nay. Sau nhiều ngày im hơi lặng tiếng thì cuối cùng, nhà sản xuất của dự án bộ phim Dã Man Sinh Trưởng đã xác nhận thông tin về dàn diễn viên chính vào sáng ngày 20 tháng 10, đúng dịp khai máy bộ phim. Theo đó, nam nữ chính đã được giao cho Âu Hào và Triệu Lệ Dĩnh. Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của Lý Quang Khiết, Lưu Uy, Kha Nam, v.v. Đây là dự án đầu tiên mà Triệu Lệ Dĩnh và Âu Hào hợp tác cùng nhau. Mặc dù vậy thì cặp đôi chị em được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện cho tác phẩm lần này. Triệu Lệ Dĩnh vốn là cái tên rất nổi tiếng trong giới phim ảnh, được mệnh danh là nữ hoàng rating của Cbiz, trong khi đó thì Âu Hào thuộc nhóm diễn viên thực lực có diễn xuất tốt. Ngoài ra thì nam diễn viên cũng khá tương đồng với ngoại hình của Triệu Lệ Dĩnh. Vào tối ngày 17 tháng 10 vừa qua thì bộ phim truyền hình mới Gia Nam Truyện của Cúc Tịnh Y và Tăng Thuần Hy đã chính thức lên sóng trên các kênh chiếu mạng. Gia Nam Truyện là bộ phim cổ trang chuyển thể từ tiểu thuyết Mộ Nam Chi của tác giả Chi Chi, xoay quanh câu chuyện tình cảm của Khương Bảo Ninh do Cúc Tịnh Y diễn, quận chúa Gia Nam và Lý Khiêm do Tăng Thuần Hy diễn, xuất thân từ Cấm Vệ Quân. Từ những tình tiết nội dung trong những tập đầu lên sóng thì có thể thấy Gia Nam Truyện thuộc kiểu thần tượng cổ trang điển hình với nhiều phân cảnh đi theo mô típ cũ. Một tác phẩm như thế nếu đặt hơn 10 năm trước có thể sẽ tạo cảm giác mới mẻ, dễ dàng thành công khi lên sóng. Nhưng ở bây giờ thì có thể nói tác phẩm của hai diễn viên trẻ Cúc Tịnh Y và Tăng Thuần Hy sinh không đúng thời mà thôi. Tình tiết của những tập đầu diễn ra vô cùng nhanh chóng với nhiều phân đoạn tiếp xúc thân mật của nam nữ chính. Hơn nữa thì mỗi lần nữ chính gặp nguy hiểm, nam chính đều luôn xuất hiện kịp thời để ôm nàng. Tình cảm giữa họ bén lên cực nhanh. Mô típ quen thuộc thì phải xem khán giả có chấp nhận hay không. Thế nhưng thì có thể thấy bối cảnh và kỹ xảo thì không thể soi quá kỹ, vì soi kỹ quá rất dễ làm bạn mất hứng. Ví như phân cảnh cặp đôi chính đứng trên nóc nhà, bối cảnh phía sau hai người nhìn coi có khác gì kỹ xảo bà xu thời xưa hay không, thậm chí còn chẳng sánh bằng thập niên trước ấy chứ, mang đến cho người xem cảm giác rất rẻ tiền. Ngoài ra thì vẫn có một điểm mà phim bị chê khá nhiều chính là phân đoạn nữ chính phi thân từ trên tường xuống. Trong lúc bay là đáp đất thì khuôn mặt của nữ chính đã bị làm mờ. Dù biết lúc quay phim dùng thế thân trong những cảnh nguy hiểm là chuyện thường thấy, nhưng đạo diễn cũng có thể đổi góc khác để không nhìn thấy mặt hoặc để diễn viên thế thân che mặt, chứ đừng làm mờ mặt người ta như thế này trông rất mất thẩm mỹ. Nếu nói phim có điểm nào tốt thì đó chính là trang phục và tạo hình của Cúc Tịnh Y. Vốn là nữ chính, trang phục của Cúc Tịnh Y nhiều không đếm xuể, hơn nữa lại rất hợp với khí chất của cô nàng, không thể không thừa nhận, khoản này ekip phim đã làm rất tốt. Tuy nhiên điểm đáng khen chỉ là phần váy áo thôi, chứ những tua rua trên đầu nữ chính thì từ fan Việt đến fan Trung cũng phải lắc đầu ngao ngán. Hàng loạt bình luận trên Weibo đều than trời nài nỉ Cúc Tịnh Y làm ơn bỏ hết mấy hạt ngọc hay tua rua trên đầu đi, vì nó chỉ khiến người xem rối mắt chứ không đẹp gì. Vốn dĩ cô là mỹ nhân xinh đẹp từng được mệnh danh là mỹ nữ 4.000 năm, nhưng các phụ kiện kia chỉ khiến Cúc Tịnh Y bị trừ điểm mà thôi. Một bộ phim cổ trang thần tượng không thể tách rời với nhan sắc và tạo hình của dàn diễn viên chính. Nếu các bạn xem phim vì nhan sắc, vì thần tượng thì có thể yên tâm theo dõi Gia Nam Truyện. Còn nếu yêu cầu hơn về diễn xuất, về tình tiết, về kỹ xảo thì nên suy nghĩ lại. Và bạn có đang theo dõi Gia Nam Truyện hay không và cảm thấy bộ phim như thế nào? Và hãy chia sẻ ý kiến của các bạn dưới phần comment nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay thì hãy like, chia sẻ và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để cập nhật những tin tức mới nhất quý vị nhé. Và ngay bây giờ thì xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những bản tin tiếp theo.